bây giờ không còn ấy ở bên cạnh nữa. Mình cứ thoải mái mình chia sẻ, thoải mái mình tâm sự. Thường thì tình yêu á, thì hiếm cái tình yêu nào mà nó bằng phẳng, mà nó không trắc trở lắm. Đúng. Em nghĩ tình yêu nào nó cũng có cái trắc trở ít hoặc là nhiều thôi. Thì trong cái chuyện tình cảm của mình á, hai bạn có phải vượt qua cái sự khó khăn, cái trắc trở nào hay không? Mời Vi. Em thì cũng có trắc trở một chút xíu, nhưng mà bây giờ thì ổn rồi. Tại vì em lớn tuổi hơn anh Khoa, cho nên lúc mới quen 2 năm đầu thì gia đình anh không biết. Sau 2 năm thì gia đình biết thì mẹ anh Khoa thì có vẻ không thích em lắm. Nhưng mà bây giờ thì ổn rồi anh. Cái thời gian đó thì hai đứa nói chung là buồn dữ lắm. Buồn kinh khủng khiếp luôn. Vẫn yêu nhau nhưng mà anh Khoa cũng bị áp lực nhiều. Thật ra tất cả những cái điều đó nó chứng tỏ một điều là cái tình cảm mà tụi em dành cho nhau nó lớn. Chứ nếu như mà thật sự nó không lớn và nó không đủ mạnh á, thì chỉ cần một cơn gió nó sẽ dập tắt hết tất cả mọi thứ. Ở vòng ba này chúng ta sẽ có 3 câu hỏi theo dạng liệt kê. Và đội nào giành được nhiều điểm số hơn sẽ là đội chiến thắng trong vòng 3 này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1 như sau: kể 3 cử chỉ bạn trai thấy bạn gái đáng yêu nhất. 15 giây bắt đầu. Hết giờ. Có lẽ như là các con nữ xong trước các anh nam ha. Các anh nam biết suy nghĩ gì mà viết lâu dữ vậy. Bản thân mọi người biết là mọi người làm cái gì dễ thương, còn tụi em này phải liệt kê ra, phải quan sát, suy nghĩ. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ so sánh đáp án của Mie và Hồng Thanh trước nha. Hai bạn hãy lật bảng ra nào. Wow. Thôi Hồng Thanh có. Hồng Thanh đi. Rồi. Bên này cũng có cười. Bên Hồng Thanh có chơi nhạc. Là lúc đánh DJ ấy ạ. Không có nha. Không, cái cử chỉ đó em cảm thấy rất là dễ thương. Nhưng mà cô ấy không nghĩ như vậy. Dạ rồi. Cái thứ ba này là thử đồ cho mình. Tức là lúc úp bản luôn rồi anh. Thì úp bản luôn rồi. Úp bản luôn rồi là hiểu. Lật lên nào. Người ta không hiểu mình thôi mà có gì đâu mà quạo. Mình không có chơi chia rẽ nha chị dạ. Bên này không có thử đồ cho mình mà có nấu ăn và viết giấy gửi đồ ăn. Thì mạnh ai người ta thử đi chứ mất mớ gì mất cười dễ thương. Rồi, và với câu hỏi này thì Hồng Thanh Mie chỉ trùng khớp một đáp án, mang về cho mình 5 điểm. Chúng ta sẽ đến với đáp án của đội Vi Hoa. Mời các bạn. Em đọc trước bên này nha. Bên này có cười. Cười, yeah. Có cười nha. Bị ngượng hết rồi, nhưng mà cái nụ cười thật sự nó rất là dễ thương á. Làm gì hả, làm gì hả? Ý là mình nhìn dễ thương. Cái số 2 là nựng má. Có nha, em thấy có. Có véo má luôn. Véo má, má. Em gọi má. Là véo. Véo má và hay véo mũi nữa. Dạ. Số 3 mắc cỡ quá à. Bởi vì theo Vi đây là một hành động mà cô ấy dễ thương. Đó dạ. Là hôn. Hôn luôn kìa. Hôn bạn, bên em hôn bạn à. Em mở lên đây, người ta thẳng thần lại kìa. Em hôn trong bóng tối không à, có nhìn thấy mặt nhau đâu. Em là ngủ ạ. Ơi, ảnh xạo chị, em ngủ xấu quá à, mà anh hay chụp hình lại anh chọc em lắm. Thì bởi vì anh thấy dễ thương nó thì anh mới chụp hình lại. Nhưng mà trong mắt Khoa đó là hình ảnh rất là dễ thương. Và với câu hỏi này thì đội Khoa và Vi đã trùng khớp 2 đáp án, mang về cho mình 10 điểm. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Và câu hỏi số 2 là: kể tên 3 món đồ mà bạn gái thường xuyên làm mất. 15 giây bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ xin mời đáp án của Vi Khoa trước. 3 món đồ mà Khoa nghĩ bạn gái mình thường xuyên làm mất. Đó là son. Wow. Có son. Yeah. Rồi món đồ thứ hai đó là áo đầm. Không có ghi. Rất tiếc là không có áo đầm. Rồi cái thứ ba là giày. Có mất giày không? Ở bên này người ta không nghĩ là giày và áo đầm. Ở bên này nghĩ gì vậy? Nghĩ là chìa khóa và thẻ xe hoặc là thẻ nhà. Đó, thấy không? Và với câu hỏi này thì Khoa và Vi chỉ trùng khớp một đáp án, mang về cho mình 5 điểm.
mời Hồng Thanh. Thanh Mie. Đầu tiên, bên Mie có kẹp tóc. Có kẹp tóc. Ê. Cái thứ hai là ví. Ví có luôn nha. Bóp tiền. Trùng khớp ha. Và cái thứ ba là điện thoại. Điện thoại. Điện bên đây không có điện thoại mà là quần áo đi diễn. Và ở câu hỏi này thì Hồng Thanh và Mie trùng khớp hai đáp án, mang về cho mình 10 điểm. Chúc mừng. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi số 3 là: kể tên 3 điểm trên cơ thể của bạn trai dễ nhột nhất. 15 giây bắt đầu. Dễ nhột nhất. Dễ nhột hả? Yeah. Một câu hỏi khá nhạy cảm nhỉ. Cho đáp án của Mie và Hồng Thanh trước. Ta-da. Eo ơi, theo Mie thì 3 điểm trên cơ thể của Hồng Thanh dễ nhột nhất đó là tai, lỗ tai đó. Không có tai. Thứ hai em ngại nói quá mệt thịt à. Anh Thanh ơi, anh nên đọc bên em. À, đọc bên em trước. Dạ. Đúng không? Bên Thanh có vùng da dưới cánh tay. Trời ơi, ghi đại là nách đi. Em cũng ghi ngắn lắm, em ghi nách. Trùng khớp, trùng khớp. Yeah. Ở bên đây, Mie có cái eo. Eo. Nó vẫn nằm trên, nó vẫn nằm trên. Eo. Không trùng khớp. Không. Bên đây còn có một cái bộ phận khác nữa. Dưới cái eo. Đó, dưới cái eo. Dưới mà rúng. Ở sau lưng. Dưới rúng luôn, mà sau lưng. Đó là vòng 3. Cái mông. À, với câu hỏi này thì mình chỉ trùng khớp một đáp án, mang về 5 điểm. Mời Vi Khoa. Ở bên Khoa. Cái nách. Ừ, dạ, nách ạ. Ở đây không có nách ạ. Bên này không có nách mà có đùi. Ý chà. Cái đùi có nhột không ạ? À, cũng hơi hơi ạ. Hơi thôi nhưng mà không có ghi. Trên cái đùi là cái eo. Ở đây có cái mũi nha. Không có cái eo. Không luôn. Có cái eo luôn. Ở đây không có cái mũi mà có cái lòng bàn chân ạ. Lòng bàn chân có nhột không? Không có đâu. Thật sự thì tụi em ít làm nhau nhột lắm. Chắc là không có hiểu về cái độ nhột của nhau lắm. Và với câu hỏi này thì Khoa và Vi không có đúng một câu nào cả. Cho nên là không có điểm.